Đây là chiếc xe Tesla chạy bằng điện hiệu Model X. Các bạn biết rồi đúng không? Xe có màu xanh dương. Mã xe là 75D. Dòng SUV rất là đẹp, màu xanh dương. Wow. Xe này là tôi đang quay, đang review ở Las Vegas, một cái điểm du lịch ở Las Vegas. Logo chữ T. Ok. Rất là đẹp. Đèn dáng rất thể thao, tinh tế. La răng cũng đẹp và màu xanh dương. Xe rất mới luôn, vừa mới lấy. Xe này rất mới, vừa mới lấy xong, bây giờ mới đang sạc. Một tân. Ok. Đây là xe đang sạc điện này. Đấy. Xe này to hơn cả SUV mà của BMW. Wow, màu xanh dương. Tesla. Wow. Xe này vừa mới lấy luôn. Wow.